chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Thế Giới Xe Máy Nhập Khẩu. Lại là Huyền đây. Thì hiện tại Huyền cũng đang có mặt tại cửa hàng xe máy Hà Động 4, địa chỉ 1361 Vĩnh Lộ 43, khu phố 2, phường Bình Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Thì hôm nay Huyền sẽ báo giá cái dòng xe Wayanfa 2024 này ha, trong tháng 10 này nha mọi người. Thì bên cạnh Huyền đây là có hai chiếc màu trắng và màu xanh này là của 2024 ha. Còn màu xám này là bên Huyền đã sơn 3D lên rồi, và có màu đỏ là vẫn là còn phiên bản 2022, thì tem nó vẫn là màu vàng ha. Thì giá của phiên bản 2024 này là từ 17.700 đến 18.600. Thì hai chiếc này thì chỉ có giá 17.700 thôi ha, còn 18.600 thì là sẽ là giá của cái chiếc màu đen đặc biệt kia. Thì giá xe trong tháng 10 này cũng đang còn giữ nguyên, không tăng cũng không giảm ha mọi người. Thì mọi người có muốn mua xe mà trả góp về cái dòng này á, thì mọi người liên hệ cho mình vào số điện thoại mình để ở dưới màn hình á. Thì các bạn liên hệ cho mình vào số điện thoại đó thì mình sẽ tư vấn chi tiết về thủ tục trả góp như thế nào ha. Còn sơ qua cái dòng xe này thì mọi người cũng đã biết rồi, thì cánh bửng trong nó được thay thế là màu đen, thay vì màu trước nó là màu bạc còn bây giờ là màu đen. Phuộc sau cũng đổi thành màu đen luôn, còn phiên bản trước thì là màu bạc, và phuộc trước cũng như vậy, phuộc trước cũng từ bạc đổi qua đen. Rồi cốp xe thì vẫn nhỏ, tương đối nhỏ, đây chỉ đựng được đồ dùng cá nhân thôi chứ không để được nón bảo hiểm đâu nha mọi người. Và mức tiêu hao nhiên liệu của xe thì 1,72 lít trên 100 km mọi người ha. Đối với dòng xe này mua trả góp á, thì mọi người chỉ còn trả trước cho mình khoảng 2 triệu thôi, thì các bạn có thể là mua được xe ngay trong ngày rồi ha. Thủ tục chỉ cần căn cước công dân. Nếu như mà các bạn nào có thêm bằng lái xe hoặc là bảo hiểm xã hội thì sẽ giúp mình thêm một phần nhỏ nữa ha, thì nó sẽ đỡ lãi ngân hàng cho mình. Còn các bạn không có thì chỉ còn căn cước công dân là cũng có thể mua được góp rồi nhé. Mình sẽ báo giá xe trong tháng 10 như vậy thôi ha. Còn mọi người muốn mình tư vấn chi tiết hơn nữa thì hãy liên hệ vào số điện thoại mình để trên màn hình đó. Rồi có gì mình tư vấn trực tiếp cho mọi người luôn ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.